Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay các bạn cùng mình vào bếp làm cái món bánh da lợn hoa sen nha. Thì món bánh da lợn này mình làm khá là đơn giản các bạn. Làm xong thì bánh trông rất là đẹp mắt. Khi ăn vào thì mềm dẻo, mình có để vào trong tủ lạnh 3-4 ngày bánh vẫn mềm ngon và không có bị cứng. Và để biết cách làm chi tiết cho món bánh da lợn này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị để làm bánh. Thì bánh có hai lớp nên là mình sẽ chia ra làm hai phần khác nhau. Phần đầu tiên thì mình làm cái phần màu lá dứa nha các bạn. Bột năng thì xài đây là 300 g. Màu lá dứa thì sử dụng ở đây là 500 ml. Một hộp nước cốt dừa lon, hộp này là 400 ml nha các bạn. Và 150 g đường cát. Và lớp thứ hai là lớp đậu xanh, mình chuẩn bị đây là 150 g đậu xanh, 100 g bột năng và 100 g đường cát, 150 ml nước lọc và một ít muối. Và nguyên liệu thì mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi nấu đậu xanh trước. Các bạn cho hết đậu xanh mình đã ngâm vào trong chảo. Mình ngâm trước khoảng 30 phút, như vậy thì khi nấu sẽ nhanh hơn các bạn. Cho vào rồi thì các bạn cho nước vô xăm xắp cái mặt đậu. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt lên trên bếp và nấu tới khi nào đậu xanh chín mềm. Và trong thời gian mình chờ đợi đậu xanh chín thì mình sẽ đi pha bột các bạn. Mình pha bột màu lá dứa, các bạn cho hết bột vào trong một cái tô lớn. Và sau khi đã cho vào rồi thì các bạn cũng cho hết 150 g đường cát vào. Rồi mình dằn vô một ít muối nha, nếu mà các bạn không thích ăn ngọt quá thì mình có thể giảm cái lượng đường lại. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái màu lá dứa vào trước nha các bạn, nước cốt dừa thì mình cho vào sau. Các bạn hòa tan hết bột năng và đường ra. Bột năng thì mình cũng đã hòa tan rồi thì các bạn khui cái lon nước cốt dừa này mình cho vô. Vì nước cốt dừa lon hơi đặc đó các bạn nên là mình sẽ cho vào sau. Chứ mình cho vào trước thì bột năng nó sẽ hơi khó tan chút. Cho vào rồi thì mình để cái tô bột lá dứa này qua một bên. Cho nước cốt dừa lon vào thì rất là thơm này các bạn. Và đậu xanh thì mình cũng đã nấu cho chín mềm rồi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu cho đường vô nha. Các bạn cho vào đây là 100 g đường cát, 100 g bột năng. Và mình cho vào một ít muối. Rồi các bạn đổ hết 150 ml nước lọc mình đã chuẩn bị vào. Rồi bây giờ thì mình trộn đều lại. Và bột thì mình cũng đã hòa tan hết rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình cho vào trong cái ca sinh tố, các bạn xay cho nhuyễn mịn ra nha. Và đây là đậu xanh mình vừa xay nhuyễn xong này các bạn, mình cho hết ra ngoài tô. Và hai lớp bột thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi để mà đem đi hấp bánh. Và nồi nước mình chuẩn bị thì cũng đã sôi rồi nè các bạn. Bây giờ mình xếp khuôn từ từ mình cho vô. Đây là những cái khuôn hoa sen mình mua trên Lazada các bạn. Một chục khuôn thì chỉ có 50 ngàn thôi. Và khuôn thì cũng rất là dày dặn, cứng cáp nha. Nó không có bị mềm quá. Xếp khuôn từ từ mình cho vô. Thì với khuôn silicone này mình không cần phải thoa dầu hay gì hết các bạn. Lớp đầu tiên thì mình cho đậu xanh vô nè. Đậu xanh này thì mình xay nó hơi đặc. Và khi đã cho vào rồi thì các bạn đậy nắp lại và hấp cho mình khoảng 1 phút. Và sau 1 phút thì mình dỡ nắp ra. Lúc này lớp đậu xanh cũng đã chín rồi các bạn. Tiếp theo thì mình cho vào cái lớp lá dứa nè. Mình cho vào một muỗng canh nha. Và khi đã cho vào rồi thì các bạn đậy nắp hấp cho mình thêm 2 phút. Và sau 2 phút thì mình lại dỡ nắp ra. Lớp lá dứa thì cũng đã chín rồi các bạn. Tiếp theo thì mình cho thêm một cái lớp đậu xanh nữa.
Đậu xanh lúc nãy hơi đặc á, nên là mình cho thêm vào trong tô là 50ml nước lọc để cho loãng hơn, thì mình đổ nó dễ hơn nữa các bạn. Mỗi lớp thì mình chỉ cần cho một muỗng canh là được rồi. Và khi đã cho vào xong thì mình cũng đậy nắp và các bạn hấp thêm cho mình 2 phút. Và lớp đậu xanh thì cũng đã chín rồi các bạn, mình lại dỡ nắp. Mình đổ tới cái lớp cuối cùng. Lớp cuối cùng thì mình cho vào màu xanh của lá dứa nha. Cho đầy khuôn là được rồi các bạn. Thì một cái nhỏ mình làm như vậy khi ăn nó sẽ không có bị ngán. Và khi đã cho vào rồi thì mình đậy nắp, các bạn hấp thêm cho mình 1 phút nữa là bánh sẽ chín hẳn. Và nồi bánh thì mình cũng đã hấp đủ thời gian rồi các bạn. Lúc này thì bánh cũng đã chín. Mình dỡ nắp ra và mình lấy hết bánh ra ngoài nha. Sau khi mình lấy ra rồi đó thì các bạn hấp tương tự với những mẻ còn lại nha. Còn nếu mà mình không có cái khuôn hoa sen này thì mình có thể hấp bằng cái khuôn bánh lăng. Và bánh da lợn hoa sen thì mình cũng đã hấp xong rồi các bạn. Vì cái số lượng khuôn nó hơi ít á, nên là mình đã lấy ra trước một ít rồi. Và cũng có sử dụng thêm vài cái khuôn bánh lăng. Rồi bây giờ mình chuẩn bị lấy bánh ra nha. Để lấy bánh ra thì các bạn để nguội, mình lấy khá là dễ. Và bánh không có bị dính nữa các bạn. Lấy ra rất là dễ luôn nè. Và đây là cái phần bánh da lợn hoa sen của mình. Cái phần này thì mình sẽ để cái màu xanh lá dứa ở dưới. Còn bánh bên này thì mình sẽ để đậu xanh, nhưng mà để đậu xanh nhìn nó vẫn đẹp mắt hơn nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy tương tự cho tới khi nào mà hết những cái bánh này. Bánh da lợn hoa sen thì mình cũng đã lấy ra khỏi khuôn rồi này các bạn. Màu sắc thì trông rất là tươi tắn và những cái đường nét ở trên bánh thì nhìn rất là rõ nha. Bánh thì lại mềm. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức món bánh này với mình. Và món bánh da lợn này khi ăn vào thì bánh của mình rất là mềm dẻo, có cái độ thơm béo của nước cốt dừa và độ ngọt mình thấy cũng vừa phải chứ không có bị ngọt quá các bạn. Làm thì rất dễ. Và đặc biệt món bánh da lợn này các bạn cho vào trong tủ lạnh 3-4 ngày vẫn không có bị cứng nha, bánh vẫn rất là ngon và làm thì vô cùng đơn giản. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn cách làm món da lợn hoa sen rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.